huấn luyện viên Trussi trả lời báo Nhật, đội tuyển Việt Nam không có tiền đạo giỏi. Trả lời báo chí Nhật Bản, huấn luyện viên Trussi đã chia sẻ về đấu pháp giúp đội tuyển Việt Nam có trận đấu hay trước Nhật Bản ở vòng bảng ASEAN Cup 2023. Tập nhường những tình huống cố định. Đội tuyển Việt Nam đã rời ASEAN Cup 2023 với 3 thất bại, ghi vỏn vẹn 4 bàn và để thủng lưới tới 8 lần trước Nhật Bản, Iraq và Indonesia. Tuy nhiên, đội bóng của huấn luyện viên Philip Trussi đã có những khoảnh khắc đáng khen khi thể hiện được lối chơi kiểm soát bóng tự tin và đấu pháp tấn công hợp lý, đặc biệt trong trận ra quân gặp Nhật Bản. Trả lời trang Friday Digital của Nhật Bản, huấn luyện viên Trussi khẳng định rằng đội tuyển Việt Nam không có một chân sút cừ khôi. Đó là nguyên nhân khiến ông phải rèn giũa cho học trò những mảng miếng tủ, trong đó có tình huống cố định. 3 trong số 4 bàn thắng đội tuyển Việt Nam ghi được ở ASEAN Cup 2023 đến từ những pha đá phạt góc hoặc phạt gián tiếp. Đội tuyển Việt Nam không có tiền đạo giỏi, nên chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho những tình huống cố định. Đó là vũ khí duy nhất gây nguy hiểm cho đối thủ. Đội tuyển Việt Nam đã gây bất ngờ cho Nhật Bản. Bàn thắng đầu tiên mà Việt Nam ghi vào lưới Nhật Bản là tình huống tấn công nhắm vào cột gần. Chúng tôi đã ghi một số bàn thắng nhờ những pha phối hợp này, cho thấy kết quả của quá trình luyện tập nhuần nhuyễn. Còn ở bàn thắng thứ hai chúng tôi ghi được, Nhật Bản mắc một sai lầm nhỏ. Các hậu vệ đã thiếu tập trung ở tình huống phòng ngự bóng hai. Đội tuyển Việt Nam cũng ghi bàn từ một quả đá phạt ở trận gặp Iraq. Xuyên suốt giải đấu, chúng tôi ghi được 4 bàn thắng, 3 trong số đó đến từ các tình huống cố định, huấn luyện viên Trussi phân tích. Highlight Việt Nam 2, 4 Nhật Bản ASEAN Cup 2023 trở lại với trận gặp Nhật Bản, huấn luyện viên Trussi tự tin chia sẻ, đội tuyển Việt Nam đã phá được lối chơi bóng ngắn đặc trưng của đối thủ mạnh nhờ đấu pháp phòng ngự. Chia cắt hợp lý ở tuyến tiền vệ. Tại ASEAN Cup, tôi đã xem tất cả các trận đấu của Nhật Bản và quyết định xây dựng một khối phòng ngự ở hàng tiền vệ. Mục đích là để phá vỡ các pha tấn công của Nhật Bản. Chúng tôi sẽ gây áp lực từ khu vực giữa, còn đội tuyển Nhật Bản sẽ tấn công từ tuyến dưới. Chúng tôi làm như vậy để buộc Nhật Bản phải chơi theo cách đội tuyển Việt Nam mong muốn. Xét về tương quan lực lượng, đội tuyển Việt Nam sẽ phải phòng ngự trong 70% thời gian trận đấu, nên tôi yêu cầu toàn đội phải giữ kỷ luật và tổ chức đội hình. Chúng tôi đã có thể phá vỡ phong cách tấn công chớp nhoáng đặc trưng bằng những đường chuyền ngắn của Nhật Bản. Đội tuyển Việt Nam có trận ra quân ASEAN Cup đáng nhớ, dù không thể giành 3 điểm, đội tuyển Nhật Bản không đá bóng dài, nên chúng tôi dễ kiểm soát trận đấu. Đội tuyển Việt Nam chú ý đến những cầu thủ nguy hiểm như Keito Nakamura, Junya Ito, Hiroki Ito. Với riêng Ito, cậu ấy có xu hướng di chuyển cắt vào trong, nhưng chúng tôi không có bất kỳ chiến lược đặc biệt nào cho từng cầu thủ Nhật Bản. Về chiến thuật, đội tuyển Việt Nam đã đáp trả được Nhật Bản, nhưng chúng tôi không ngăn chặn được từng cá nhân của họ, huấn luyện viên Trussi nói. 3 điểm yếu của đội tuyển Nhật Bản từng huấn luyện Nhật Bản và giúp đội bóng xứ mặt trời mọc vô địch ASEAN Cup 2000. Huấn luyện viên Trussi thẳng thắn chỉ ra những tồn tại còn hạn chế của đội tuyển Nhật Bản. Nếu phải chỉ ra điểm yếu Nhật Bản thì trước tiên là hàng thủ. Điều này thể hiện rõ qua việc đội tuyển Nhật Bản dễ dàng thủng lưới 2 bàn trước Việt Nam. Thứ hai, các hậu vệ Nhật Bản, đặc biệt là dàn cầu thủ trẻ, dường như thiếu tự tin. Thứ ba, quá trình chuyển đổi từ phòng ngự sang tấn công của Nhật Bản chưa thực sự liền mạch. Nếu đội tuyển Nhật Bản đặt mục tiêu chinh phục châu Á, đây là vấn đề các bạn phải vượt qua, chiến lược gia người Pháp đánh giá. Highlight Qatar 3, 2 Iran, đội chiếu dưới thắng ngược kịch tính ASEAN Cup 2023. Ông Trussi một lần nữa đề cập đến truyền thông Việt Nam trong bài phỏng vấn với báo Nhật Bản. Đồng thời khẳng định, bóng đá Nhật Bản cần có nhiều hảo thủ chơi bóng ở châu Âu, cạnh tranh ở đẳng cấp Champions League. Huấn luyện viên Trussi rất hiểu bóng đá Nhật Bản, tôi nghĩ nếu đội tuyển Việt Nam đánh bại Nhật Bản, chắc chắn truyền thông Việt Nam sẽ nói Nhật Bản là đội bóng kém. Họ sẽ chỉ trích đội tuyển Nhật Bản quá tệ, nhưng bóng đá không đơn giản như vậy. Liệu đội tuyển Nhật Bản có lọt vào tứ kết hay bán kết World Cup? Chất lượng đội bóng thực sự thế nào? Nó phụ thuộc vào động lực và năng lực của các cầu thủ. Những đội tuyển quốc gia mạnh luôn có những cầu thủ tên tuổi đang chơi cho các câu lạc bộ lớn ở châu Âu. Họ luôn chơi ở Champions League. Đội tuyển Nhật Bản có bao nhiêu cầu thủ như vậy? Họ có chơi ở Champions League không?
Takehiro Tomiya của Arsenal, Takefusa Kubo của Real Sociedad, chẳng hạn. Có khoảng 7, 8 cầu thủ Nhật Bản đang chơi cho các đội lớn ở châu Âu. Đội tuyển Nhật Bản sẽ vươn lên tầm cao mới khi cầu thủ thường xuyên được dự Champions League, huấn luyện viên Trussi kết luận.